trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thì chúng ta nên làm gì? À, đây là một câu hỏi mà Vân tin chắc rằng là gì ạ? Có rất là nhiều anh chị em quan tâm ở cái giai đoạn này đúng không mọi người? Và với tâm thế là một người kinh doanh thì bản thân Vân cũng có nhận được rất là nhiều những câu hỏi này từ rất là nhiều anh chị em. Và chúng ta đều biết đấy, năm nay ấy, nó là một năm mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nó là một năm khó khăn trong cái tình hình kinh tế, không phải chỉ đối với Việt Nam mà đối với tất cả những nước ở trên thế giới này đúng không mọi người? Vậy thì trong cái năm khủng hoảng kinh tế như vậy, chắc chắn mô hình kinh doanh hay làm bất cứ một việc gì thì nó cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những năm khác. Và có một câu nói Vân cũng rất hay nói trêu với những anh chị em của mình ấy, thì là những năm trước ấy có thể làm chơi chơi nhưng mà ăn thật, nhưng mà năm nay có thể làm thật nhưng chưa chắc đã có ăn. Anh chị em thấy đấy, đúng không ạ? Năm nay với một năm khủng hoảng kinh tế như vậy thì điều đầu tiên mà Vân muốn chia sẻ với tất cả mọi người chúng ta cần phải lưu ý này, đấy là chúng ta hãy không ngừng trong việc học tập, trau dồi và phát triển bản thân của mình. Tại vì đây cũng là một cái quãng thời gian để chúng ta có thể nhìn nhận lại, à, bản thân mình đang thiếu sót ở cái góc độ nào, bản thân mình cần phải bổ sung những kiến thức gì để chúng ta có thể trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân của mình. Vì Vân có một quan điểm rằng là gì, chỉ cần bản thân mình trong đầu có trí tuệ, trong trái tim đủ nhiệt huyết và nhiệt lửa thì chắc chắn chúng ta có thể thành công ở bất cứ một nền tảng nào, đúng không mọi người? Vì vậy cái điều đầu tiên mà Vân muốn chia sẻ với mọi người trong một cái giai đoạn như năm nay để chúng ta hãy không ngừng trong việc nỗ lực và học tập phát triển bản thân của mình. Cái thứ hai đấy là gì ạ? Đấy là kinh doanh hay làm bất cứ mô hình gì chúng ta cũng cần phải có kiến thức. Và sẽ không ngăn cản hay là chia sẻ với các bạn là năm nay thì không nên đầu tư, hay năm nay thì không nên kinh doanh bất cứ mô hình gì. Bạn làm gì cũng được, nhưng quan trọng đấy là để có thể bắt đầu làm bất cứ một mô hình gì, hãy có một kiến thức thật sâu về mô hình đấy. Khi chúng ta tìm hiểu kỹ này, khi chúng ta có kiến thức sâu này, cộng thêm nữa chúng ta có một mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu rõ ràng, làm cái mô hình đấy chúng ta cần phải có mô hình, mục tiêu rõ ràng như nào. Rồi lúc đấy chúng ta bắt đầu đi tìm một cái giải pháp cho bản thân mình, tìm cách thức để có thể hoàn thành được cái mục tiêu đấy. Và sau đó từng bước nỗ lực từng ngày không ngừng nghỉ. Và mọi người nhớ nhá, năm nay thì chắc chắn mọi thứ nó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với những năm khác. Cho nên đừng một chút, làm một chút là bỏ cuộc, làm một chút là bỏ cuộc. Hay làm không thành thì chúng ta nghĩ, nó sẽ có thể không thành công đâu và bỏ dở, dở dang giữa chừng. Thì chắc chắn như vậy thì sẽ không bao giờ có thể đạt được, đúng mọi người. Và điều thứ ba Vân muốn chia sẻ với mọi người là gì? Là năm nay chúng ta sẽ không thể bỏ qua nền tảng đa kênh. Vì chúng ta đều biết rằng gì, đối với một người mà nắm bắt về xu hướng kinh tế và để có thể phát triển được thì chắc chắn phải đi theo dòng chảy. Chúng ta phải biết rằng là gì, nền tảng nào đang được bổ trợ nhiều nhất, nền tảng nào đang phát triển nhất, nền tảng nào đang có nhiều khách hàng, đang có nhiều người dùng, đang có nhiều người ưu tiên nhất thì chúng ta cần phải tập trung vào những thứ đấy. Vì chúng ta đều biết rằng là gì, muốn thành công thì chúng ta cần phải biết được đâu là điểm mạnh, đâu là xu hướng thì lúc đấy mới có thể có kết quả được, đồng ý không mọi người? Vậy thì năm nay với một năm mà kinh tế khủng hoảng như này, các bạn kinh doanh thì Vân nghĩ rằng nó cũng không khó để chúng ta có thể bắt đầu và khởi nghiệp. Nhưng cái quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức, chúng ta cần phải kiên trì, chúng ta cần phải có nỗ lực, và đặc biệt đấy là chúng ta cần phải nắm được xu thế đón đầu cũng như là phát triển theo đúng cái dòng chảy của xu thế. Và chắc chắn Vân tin rằng nếu các bạn làm được những cái điều này thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái kết quả. Và điều mà chúng ta không thể bỏ qua đấy là gì? Hãy cứ kiên trì, hãy cứ nỗ lực, vì sẽ không có bất cứ một cái thành quả nào nó đến một cách dễ dàng cả. Và đặc biệt là với tình hình của năm 2023 và 2024 mọi người nhé. Mọi người như mọi năm ấy, chỉ cần nỗ lực 1, nỗ lực 2, nỗ lực 3 thì năm nay các bạn phải nỗ lực gấp 5, gấp 10 để có được những thành quả đấy. Đấy là chuyện bình thường. Ok không mọi người? Và chúc cho bạn sẽ có những cái lựa chọn đúng đắn, sẽ có những cái nỗ lực, sẽ có được những cái sự kiên trì, nhiệt huyết để có thể gặt hái và chinh phục được những kết quả như những gì chúng ta mong muốn nhé.